Dạ xin chào đại gia đình. Hôm nay thì lời đầu tiên em xin chúc đại gia đình luôn có cuộc sống được an nhiên và viên mãn. Và hôm nay thì em muốn giới thiệu với đại gia đình là một cái món quà mà đối với em thì món quà này thật sự rất là khổng lồ và rất là tuyệt vời. Thì em hôm nay em làm cái clip này, em nhờ đệ tử của anh Sang chia sẻ đến tất cả quý vị ở gần xa một cái món quà tuyệt vời này. Bởi vì thì bây giờ cũng gần Tết rồi, còn mười mấy ngày nữa Tết, anh Sang thì quá là nhiều việc, thì cho nên cái món quà này thì chính tay mình nhận. Thì cái câu chuyện mình kể lại về cái món quà tuyệt vời này đến quý vị là hôm đó vào cái buổi trưa mình bán cơm thì quán cũng rất là đông khách, thì có một cô chở một cái thùng quà này đến. Thì lúc đó là cô cũng có thể ngập ngừng vì cái địa chỉ, rồi cô mới đứng bên ngoài thì kiếm mình, nhưng mà mình đang bán lu bu mình không biết là việc gì, thì mình mới nói với mấy đứa cháu là kêu cô vô. Thì khi mà cô vô thì cô có nói là cô gửi cái món quà này cho mình. Khi mà biết được cái món quà này, trời, mình cảm thấy bao nhiêu cái chuyện mà buôn bán cơm nước đồ mình lại quên đi hết. Mình cảm thấy rất là vui vì đây là lần đầu tiên trong đời mình mới nhận một cái món quà này. Không phải là tiền bạc hay là vật chất hay bất cứ cái gì, thật sự là được nhận quà dù là bánh kẹo hay bất cứ cái gì thì mình cũng đều rất là vui. Nhưng mà cái món quà này lần đầu tiên trong đời mình mới nhận. Thì bây giờ mình xin giới thiệu với lại tất cả đại gia đình chúng ta một cái món quà mà cô này gửi đến. Mình xin quý vị xem ha. Đây là một món quà rất là đặc biệt. Đó. Thì cô gửi đến cho, thì trước đó thì cô đã có gọi cho anh Sang, nhưng mà do anh Sang đi tỉnh cho nên cô đem đến mà cô không có điện cho mình, cho nên mình cũng bất ngờ. Thật sự đây là cô đem đến là bảy tượng mẹ Quan Âm. Đó, bảy tượng mẹ Quan Âm. Thì cô có nói là cô gửi cho thêm 10 cái cục xạ cục điện nè, và cô gửi cho 10 cái máy tụng kinh niệm Phật. Đó. Thì cô cũng mình về mình cũng có hỏi anh Sang, thì cô có nói là sẽ nhờ anh Sang là gửi đến cho những gia đình nào mà có cái tâm mà niệm mẹ Quan Âm, rồi nhờ anh Sang gửi đến. Mà cô còn dặn là cô dặn mình đó là khi nào hết thì chị nhớ điện cho em, bởi vì em là phát tâm cúng dường đến cho những quý vị gia đình nghèo khó khăn. Thì đối với mình nghĩ rằng, và giống như cô ấy cũng nghĩ rằng là ví dụ mình có tiền thì mình có thể mình thỉnh lúc nào cũng được, nhưng mà có những cái hoàn cảnh nghèo á, người ta không có đủ tiền để mà ăn, làm sao có tiền để mà thỉnh mẹ Quan Âm. Thật sự nếu mà thỉnh mẹ Quan Âm ở nhà rồi xong mình đọc kinh, mình cầu nguyện, đó là một cái điều rất là tốt. Thì hôm nay thì ở đây mình, đây là món quà đối với mình, nó rất là tuyệt vời. Và mình khi mà cô ấy gửi thì cô ấy thấy mình buôn bán lu bu rồi, cô ấy cũng lật đật đi về, cô ấy cũng chẳng nói cô ấy tên gì này kia nọ, nhưng mà mình kêu lại, mình nói chị tên gì, thì cô ấy mới địa chỉ ở đâu, rồi và cô ấy mới nói là mình tên là Thu. Mới đầu cô ấy nói thôi được rồi chị, nhưng mà mình nói không được, em phải nói em tên gì mới được. Thì cô mới nói là cô tên Thu, ở Nhân Trạch là Đồng Nai. Đó, thì cô phát tâm gửi đến cho anh Sang bảy cái bức tượng này. Thì bởi vì đây là đối với mình một món quà thật sự rất là bất ngờ, rất là tuyệt vời. Và mình cũng xin thưa với đại gia đình chúng ta rằng lần trước thì anh Sang có giúp đỡ một cái hoàn cảnh là em Bích, hai mẹ con, mà cái người mẹ mà bị lao phổi rồi nằm liệt một chỗ cả tháng trời,
Mà cái bệnh lao phổi thì với bệnh đau xương khớp thì rất là lâu rồi. Nhưng mà qua cái căn nhà đó thì anh Sang đã nhờ Mạnh Thường Quân cũng đã giúp đỡ và có cô Nghĩa. Thì qua cái sự cô Nghĩa đã nhờ mình thỉnh mẹ quan âm cho gia đình của cô Úc, cô Bích. Thì cô Nghĩa này thì cũng ở Úc. Thì bởi từ chỗ đó mình chính cái tay mình đi. Anh Sang thì ảnh bận việc quá, lúc đó ảnh lo việc phận phận sự á. Thì cô Nghĩa ở bên Úc có nhờ mình thỉnh mẹ quan âm, rồi các cái ly hương này kia nọ, thì cũng là lần đầu tiên chính tay mình đi thỉnh về. Thì có lẽ là cô Thu cũng biết rằng những nhà mà gia đình khó khăn á cũng rất là mong muốn có mẹ quan âm. Tại vì em Bích đó thì cũng có, khi mà anh Sang đưa số điện thoại thì anh Bích có nói với lại cô Nghĩa là con cũng rất muốn được có mẹ quan âm ở trong nhà. Thì đó, bởi vì cô Nghĩa mới phát tâm để mà nhờ mình thỉnh về giùm cho em Bích. Thì qua đây thì hôm nay thì coi như là quá tuyệt vời luôn, mình khỏi cần phải đi nữa. Thì có em Thu đã phát tâm để mà đem đến những cái món quà này cho những gia đình nào mà có cái tâm thờ mẹ quan âm đó. Thì em còn dặn là khi nào hết thì chị cứ điện cho em. Thì qua đây thì mình cũng rất là mong tất cả gia đình chúng ta chia sẻ cái video này đến những cái gia đình mà nghèo nè, khó khăn nè đó. Thì khi mà để trên bước đường anh Sang đi thì anh Sang biết được thì anh Sang sẽ đem đến để cho quý vị thờ đó, rồi tụng kinh cầu sự mà bình an và vui vẻ hạnh phúc. Qua đây thì chị cũng xin gửi lời chúc đến em Thu và tất cả các mạnh thường quân đã có suốt cái thời gian qua đã đồng hành cùng với anh Sang để mà chia sẻ đến những cái hoàn cảnh khó khăn khổ đau trong cuộc sống. Và cũng xin gửi lời chúc đến những hoàn cảnh mà nghèo khó khăn. Năm nay là bắt đầu là năm 2020, thì em cũng xin chúc tất cả đại gia đình chúng ta luôn có niềm tin trong cuộc sống, luôn được vui vẻ, được mạnh khỏe và được hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại.